Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý vị bộ truyện dài Xóm Đạo của nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn qua phần diễn đọc của chính tác giả và kịch sĩ Hồng Đào. Kỹ thuật âm thanh Anh Dũng. Mai không nói gì, hai bàn tay đặt song song trên đùi, lặng thinh như pho tượng, nước mắt trào ra ngăn không nổi. Hơn một năm nay cô đã khóc quá nhiều, nhưng chỉ khóc thầm trong đêm tối khi cả nhà đã tắt đèn lên giường ngủ. Ban ngày, cô giấu kín tâm sự của mình, lúc nào cũng cười đùa hồn nhiên với các bạn đồng nghiệp, khiến mọi người chung quanh không thể hình dung được lòng cô đang nát tan. Ban đêm nằm một mình trong mộng mới là lúc cô dằn vặt nung nấu. Nước mắt tưởng đã khô cạn rồi, thế mà hôm nay gặp lại Thông, cô lại bùi ngùi thổn thức, y như đứa trẻ cô đơn bị bắt nạt, chờ mãi mới gặp được mẹ về để òa lên cho bớt tủi thân. Thông ái ngại nhìn Mai, ngập ngừng đề nghị. Mẹ cô không muốn cô về trại, tôi thấy vô lý lắm. Hay là để tôi sang nói chuyện với mẹ cô, phân bày phải trái. Tôi chắc là mẹ cô sẽ bằng lòng xuống đón cô về. Cô có muốn tôi sang gặp mẹ cô không? Nói thật để cô yên lòng, tôi thấy trong trại chả còn ai nhắc đến chuyện của cô với ông Phán nữa đâu. Trái lại, bạn bè ai cũng nhớ cô, nhất là trong ca đoàn. Chúng nó bảo là từ ngày cô bỏ đi, ca đoàn chưa tìm được ai có giọng hát hay như cô. Thôi kỳ này về, tôi sẽ sang gặp mẹ cô. Mai lắc đầu chán nản. Em không dám làm phiền thầy đâu. Thầy nói mẹ em cũng chả nghe đâu. Em biết mà. Em nói riêng với thầy cái này nhé. Mẹ em vẫn hy vọng là thầy Phán sẽ nghĩ lại mà hỏi cưới em. Chừng ấy mẹ em mới cho em về. Thông buột miệng gắt nhẹ. Thế ngộ nhỡ ông Phán không quay lại thì chả nhẽ cô cứ ở mãi thế này hay sao? Mai chua chát gật đầu. Thông nhìn thẳng vào mắt Mai và lòng chợt dâng lên một chút nuối tiếc. Một lần nữa, anh lại phải xác nhận trong đám học trò của anh, không ai có nét đẹp quyến rũ như Mai. Kể cả cô Trâm hàng xóm anh vừa quen. Từ khuôn mặt, cặp mắt đến đôi môi đều toát ra sức hấp dẫn sâu thẳm. Cho nên chẳng lạ gì, ai gặp cô cũng muốn lăn xả vào. Mai lau nước mắt, gượng cười bảo. Em vô lý quá. Gặp thầy chỉ toàn nói chuyện buồn. Thôi, bỏ đi thầy, bỏ đi nhé. Em xin lỗi, bây giờ mình ra đường đón xe sang sở thú thầy nhé. Cùng với câu nói ấy, cô nắm cánh tay Thông kéo anh đứng dậy. Hai người thả bộ trở lại khúc đường cũ, đứng đợi taxi dưới tàn cây sập mát. Suốt một buổi chiều gần gũi nhau, những khi kề cận trong taxi hoặc ngồi tựa lưng vào một thân cây trong thảo cầm viên, Thông đã quên hẳn mình là một ông giáo làng già trước tuổi. Thậm chí có lúc Mai bạo dạn níu cánh tay Thông, vừa đi vừa nói chuyện, cười đùa thoải mái, vượt hẳn biên giới thầy trò.
lúc hai người ngồi nghỉ trên bãi cỏ dưới một tàn cây ẩn khuất bên cạnh cầu Thị Nghè, Mai nằm ngửa kê đầu lên cái cặp da đen của Thông, ngước mắt lên nói chuyện một cách quá tự nhiên và đầy vẻ mời gọi. Rồi có lúc tự dưng Mai im lặng khá lâu, xoay người nằm nghiêng, nước mắt trào ra đầm đìa, làm Thông yếu lòng nao nao rung động. Thông chẳng biết nói gì, chỉ thở dài chia sẻ nỗi buồn của Mai. Anh đưa bàn tay phủ nhẹ những mảnh lá khô và gai cỏ bám vào lưng áo của Mai. Mai quay lại lau nước mắt ngậm ngùi nói: Gặp lại thầy, em nhớ nhà quá. Em nhớ cái Phương, cái Thục và bao nhiêu đứa trong ca đoàn. Dạo đó vui quá phải không thầy? Có lẽ chẳng bao giờ em còn gặp chúng nó nữa. Buồn quá thầy nhỉ. Nghe tiếng than, Thông cũng sắp rơi lệ. Anh mủi lòng muốn cúi xuống hôn nhẹ lên má hoặc áp mặt vào Mai, nhưng anh cố gắng dằn lại được. Mai mới 17, thua anh đến 8 tuổi. Có vẻ đẹp sắc sảo, lại thông minh và chăm chỉ. Tại sao anh không thể coi là người yêu? Không lẽ chỉ vì một chút tì vết cũ làm anh sợ hãi dư luận đến nỗi phải cưỡng lại trái tim mềm yếu của mình hay sao? Nghĩ cũng vô lý. Anh dám yêu một người đàn bà đã có phép hôn phối là Quyên, đòi cãi lại cha xứ để cưới người phụ nữ có chồng ấy, nhưng lại không dám yêu một cô gái chẳng vướng mắc gì ngoài cái tiếng đồn ác độc của miệng lưỡi thế gian. Thế là làm sao? Chuyện đời kỳ quái thật. Anh bảo Mai: Thầy đã nói với em rồi, em cứ việc về trại, tội gì mà phải khổ như thế này. Em viết thư bàn với bố mẹ em đi, rồi thu xếp mà về. Mai im lặng không đáp. Thông nhặt một nhánh cây khô bẻ vụn và lơ đãng ném xuống dòng sông trước mặt. Anh bưng cô bảo: Cái Phương nó sắp lấy chồng rồi đấy. Mai ngồi bật lên hỏi lại: Nó lấy ai hả thầy? Thông biết mình lỡ lời, đáng lẽ không nên nhắc đến chuyện này trước mặt Mai, nhưng muộn rồi, anh đành nói: Lấy anh Tú, con ông Chánh Thiết. Tú nó đang làm thư ký cho trường trung học Thánh Tâm ở Gia Định. Nghe ông Quỳnh bảo là cưới nhau xong thì cái Phương nó sẽ dọn xuống Sài Gòn ở với chồng. Mai nén tiếng thở dài, rồi trong khoảnh khắc nước mắt lại trào ra vì tủi thân, làm Thông cực kỳ hối hận. Xế chiều, đúng như dự tính của Mai, Thông đón chuyến xe đỏ Liên Trung cuối cùng trở về Tân Hạ, bỏ lại thành phố Sài Gòn, nơi có cô học trò cũ, ngày ngày ngồi buồn đếm thời gian qua rất chậm. Lúc chia tay Thông ở lề đường, Mai đã rơm rớm nước mắt bảo: Hãy có dịp xuống Sài Gòn, thầy nhớ tạt ghé thăm em nhé. Em chẳng có ai thân thích cả, chỉ có mình thầy thôi. Thầy đừng có quên em nhé thầy. Thông im lặng gật đầu. Mai lại thêm: Thỉnh thoảng em cũng sẽ biên thư cho thầy. Rồi Thông lên xe vẫy tay từ giã. Quãng đường hơn 20 cây số, anh ngồi lặng thinh nghĩ đến cô học trò cũ. Buổi tối về đến nhà, lên giường nằm thao thức, trí óc anh lại tràn ngập hình ảnh của Mai, làm anh không tài nào ngủ được. Hoàn cảnh éo le của Mai khiến anh bứt rứt khó chịu và đâm ra hối hận đã ghé thăm Mai. Nửa đêm, anh lồm cồm ngồi dậy, bật diêm châm lửa. Anh cúi xuống, lôi dưới gầm giường cái dương gỗ bạc màu, nghiêng đầu thổi bụi rồi mở nắp, lấy ra cái áo sơ mi trắng mà anh đã mặc cho Mai hôm Mai bị các bà lột quần áo ở sân nhà thờ. Từ hôm đứa em Mai giặt ủi rồi gấp lại gọn ghẽ và đem trả, Thông vẫn để yên trong dương không mặc nữa. Anh cũng quên hẳn nó rồi, cho đến đêm nay mới nhớ lại. Anh hồi hộp cầm cái áo áp vào ngực và hình dung ra tấm thân mượt mà của Mai một lần đã khoác cái áo này của anh, xếp tàn y lại để dành hơi. Lòng bồi hồi, anh tự hỏi tại sao anh không dọn hẳn xuống Sài Gòn và cưới Mai làm vợ. Phố phường đông đúc, chung quanh toàn người xa lạ, có ai biết chuyện Mai và thầy Phán đâu. Anh ngồi thơ thẩn thêm một lúc rồi cất áo vào dương, thổi tắt ngọn đèn, lên giường nằm lại, cố dỗ giấc ngủ vì đêm đã quá khuya. Thời gian trôi nhanh, xúc động trong lòng Thông cứ theo ngày tháng mà giảm dần. Anh không nghĩ đến Mai nhiều nữa, cũng giống như anh đang quên luôn cả Quyên. Chỉ có điều là Mai giữ đúng lời hứa, nên cứ lâu lâu lại gửi về một lá thư, đôi khi chỉ có vài dòng thăm hỏi. Mỗi lần nhận thư Mai, dù nội dung chẳng có gì quan trọng,
cũng làm Thông nao nao buồn đến mấy ngày. Buồn cho hoàn cảnh của cô học trò xinh đẹp mà anh không đủ can đảm cưới về làm vợ chỉ vì biết Mai đã từng ngủ với thầy Phán. Hôm nay, giữa lúc lòng Thông vừa thoáng hiện một niềm vui mới rất nhẹ nhàng là quen thân cô hàng xóm là Trâm, thì bức thư của Mai lại kéo anh lùi về những kỷ niệm ngổn ngang trăm mối. Thư chẳng có gì, chỉ thăm hỏi bằng vài câu sáo ngữ, nhưng vẫn bắt Thông ngồi thử một lúc, bỏ dở cả chồng vợ học trò trước mặt. Thông bước ra sau nhà, thơ thẩn đi tới đi lui, nhớ lại trọn vẹn buổi chiều rong chơi với Mai trong vườn tao đàn và thảo cầm viên mà anh biết chắc sẽ là một kỷ niệm hiếm hoi trong đời. Lớn lên giữa một xóm đạo khắt khe, lại chọn cho mình nghề thầy giáo, Thông chẳng bao giờ biết thế nào là hẹn hò gái trai. Giả như không tình cờ ghé thăm Mai thì đời anh chắc sẽ cứ bình lặng cho đến khi làm đám cưới trong giáo đường mà thôi. Anh thấy rõ một điều là hôm ấy đi với Mai lang thang trong công viên, lòng anh tràn ngập những cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Nhất là khi về đến nhà rồi, anh lại càng thấy tiếc. Thông thở dài và ưu tư ngồi xuống bậc cửa tựa lưng vào cột. Anh mở lá thư của Mai ra, đọc lại một lần nữa, mặc dầu chả có gì cần phải đọc bởi vỏn vẹn chỉ có mấy hàng. Kính thăm thầy, hôm nay trời mưa phùn, suốt từ sáng tới giờ chưa tạnh. Em ngồi trong nhà nhìn ra đường thấy buồn quá, nên lấy giấy bút biên vài hàng về cho thầy. Em vẫn bình thường, chả có chuyện gì để kể cho thầy nghe. Thầy nhớ là hễ có dịp xuống Sài Gòn, thầy phải đến thăm em đấy nhé. Em vẫn nhớ hôm đi chơi với thầy trong vườn Bách Thảo, nhớ lắm. Bao giờ thì mới gặp lại thầy lần thứ hai. Cuối thư, em kính chúc thầy luôn luôn mạnh khỏe. Mai. Thông gấp lá thư nhét vào túi áo, bâng khuâng nhìn ra vườn, lòng xao xuyến một cách lạ thường. Ở bên cạnh Mai hôm ấy suốt buổi chiều, anh không thấy xúc động nhiều. Hôm nay ngồi một mình, anh mới thấy tiếc và chợt nảy ra ý định chủ nhật này, anh sẽ xuống Sài Gòn và lại tìm đến cô học trò cũ. Thông toan đứng dậy bỏ vào nhà thì bỗng nghe Trâm vọng từ hàng rào bên kia. Ăn qua loa cho nó xong bữa mẹ à. Đang buồn, Thông cũng phải phì cười. Nhà Trâm ngày nào và người nào cũng bảo nhau là ăn qua loa cho xong bữa, nghĩa là suốt đời chỉ ăn chơi chứ không ăn thật. Không muốn gặp Trâm lúc này, Thông đi vòng qua phía đầu nhà bên kia và lách cửa chui vào chấm bài tiếp. Chồng vợ 50 trang của học trò còn cao ngất trước mặt, Thông cầm lên một cuốn, nhìn cái hình bìa vẽ xích lô máy và lại chợt nhớ đến hôm nào đón xích lô máy từ dòng Chúa Cứu Thế đến đường Yên Đổ thăm Mai lần đầu tiên. Rồi dòng đời vẫn tiếp tục trôi, những ngày kế tiếp, Thông quên Mai rất mau. Cô học trò cũ ở quá xa, trong khi ngay bên hàng xóm có Trâm thường xuyên gặp gỡ, nói chuyện rất vui vẻ và thân tình. Hai đứa em Trâm, thằng Anh và thằng Thế dần dà cũng nhận ra Thông là người dễ gần gũi. Chúng sang nhà Thông mượn sách về đọc và thậm chí có hôm rủ Thông ra bãi thả diều hoặc ngồi câu cá ngoài ven sông suốt một buổi chiều chủ nhật. Ông bà Đoàn Cảnh biết cả nhưng không có ý kiến gì. Công việc dạy học, việc nhà thờ lôi cuốn Thông vào cái thời khóa biểu quanh năm bận rộn. Thỉnh thoảng nghe người này người kia bàn tán, rồi đối chiếu với thực tế, Thông cũng thoáng có ý định bỏ chạy đi tìm một cuộc sống mới. Ở lại xứ Tân Hạ khô cằn này, tương lai thấy trước là rất eo uột. Người rời trại cứ mỗi ngày một đông hơn, sĩ số lớp nào cũng giảm xuống. Học phí không thể tăng vì phần lớn là con nhà nghèo. Đồng lương hàng tháng của Thông đã 3 năm nay vẫn giữ nguyên một mức, không theo kịp vật giá đang leo thang thấy rõ. Nhưng nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ Thông ít khi đào sâu vấn đề, bởi nhu cầu cuộc sống của anh rất đơn giản, tiền bạc chưa bao giờ là một thôi thúc quan trọng. Một sáng chủ nhật, ông bà Đoàn Cảnh đón chuyến xe sớm xuống Sài Gòn. Cùng đi chuyến này có cả đứa em kế của Trâm là thằng Anh, vừa 21 tuổi. Sẽ ở trọ dưới ấy mấy tháng để học bằng lái xe, dự trù làm nghề tài xế taxi sau này. Dĩ nhiên ông bà Đoàn Cảnh về thủ đô hôm nay không phải để đi chơi ngắm thành phố, mà vì vừa bắt liên lạc được với một người quen, cùng quê từ miền Bắc, lúc này nghe nói mở hiệu ăn rất phát tài ngay trên đường Trần Hưng Đạo.
Hồi chưa di cư, ông Cảnh có bán cho người đó một ít ruộng, nhưng chưa nhận đủ tiền vì người ấy cứ khất lần mãi. Bây giờ là lúc ông cần phải đòi, nhất định phải đòi, bởi gia đình ông đang túng thiếu mà muốn rời trại Tân Hạ đi lập nghiệp nơi khác. Ông Đoàn Cảnh dặn vợ: "Phải đòi cho bằng được bà, nó không giả thì cứ nằm vạ ở nhà nó, kỳ đến khi nào nó giả mình hẵng đi." Bà Cảnh cũng đã nghĩ đến biện pháp đòi nợ kiểu cổ điển ấy, nhưng vẫn áy náy nói: "Đã đành là thế rồi, nhưng mà tiền ngoài người ta, ta dạo cái năm 53 với lại tiền bây giờ trong này thì khác nhau một giời một vực, biết thế nào mà tính?" Ông Đoàn Cảnh chép miệng: "Thì cứ tính theo giá vàng chứ có cái gì là khó, tiền thời nào cũng thế, cứ quy ra vàng là hợp lẽ hơn cả." Bà Cảnh gật gù tán thành. Thế là hai vợ chồng hăm hở khăn gói cùng thằng con tiến ra quốc lộ 1 từ sáng tinh mơ, đứng trên đám cỏ còn lóng lánh sương khuya, mong ngóng chiếc xe đỏ Liên Trung từ hướng Tây Ninh chạy tới để giơ tay vẫy. Ở nhà, Trâm cũng dậy sớm, khi chuông nhà thờ từ xa vừa vọng lại hồi thứ nhất, cô xuống bếp nhóm lửa, thổi nồi sôi lạc để cha mẹ và em trai gói một ít mang theo ăn dọc đường. Lộ trình chỉ có hơn 20 cây số, nhưng thời ấy người ta có cảm tưởng xa xôi lắm. Sài Gòn Vũng Tàu trên dưới 100 cây mà mỗi lần đi là một biến cố. Chẳng qua vì phương tiện giao thông nghèo nàn, lại thêm đường xá cũ kỹ, xe cộ khó có thể chạy nhanh được. Chờ cha mẹ đi rồi, Trâm dọn dẹp nhà cửa rồi ra giếng múc nước tắm. Cô cố gắng không khua động để khỏi làm mất giấc ngủ của đứa em ngày chủ nhật. Nhưng lúc cô đang đứng ngoài bờ giếng thì chính cậu em lại từ trong nhà lao ra và ngạc nhiên hỏi: "Chị Trâm, bố mẹ đi rồi ư? Sớm thế, em ngủ dậy chả thấy ai cả, vậy mà chị chả gọi em dậy." Vừa nói nó vừa rằng lấy sợi dây thừng trong tay Trâm và khom người kéo nước lên cho chị. Trâm bảo: "Mới đi độ nửa giờ thôi, định gọi mẹ dậy nhưng mà mẹ bảo là chủ nhật cho mày ngủ." "Ờ phải rồi, mà sao mày không ngủ đi, thức lên đi sớm thế, cái thằng khỉ mọi hôm lay mãi thì không chịu dậy." Thế vừa đổ nước từ gào vào thùng sắt tay vừa nói: "Em phải đi bây giờ, có người gọi đi gánh nứt đổ nền nhà bên kia sông. Em qua bên ấy, em bảo chị chắc là tối em mới về được đấy." Trâm hài lòng gật đầu: "Thế là may cho mày đấy. May là vì tao còn để cả nửa cái nồi sôi lạc trong kia kia kìa. Gói theo ít mà ăn trưa nhé." Nước trong thùng đã đầy, thế cuốn sợi dây cho gọn lại rồi treo cả dây lẫn gào lên cái cọc bên bờ giếng. Nó lắc đầu bảo chị: "Người ta nuôi ăn trưa, em đem xôi đi làm gì, chị ở nhà mà ăn." Trâm nhúng tay vào thùng nước để xem có lạnh lắm không, có cần phải pha nước sôi trước khi tắm hay không. Cô khẽ rùng mình, lau vào vạt áo và bảo thế: "Không ăn trưa thì ăn sáng, làm việc nặng, đói mau lắm. Mày không đem nhiều thì đem ít, chốc nữa lại ngồi mà tiếc. Ê nè, xách chúng ta cái thùng nước vào buồng tắm đó, để tao gói xôi cho. Xôi kỳ này tao thổi khéo lắm, không muốn hát như kỳ trước đâu mà lo." Cô quay nhanh vào bếp, nhấc cái vung lớn đậy giá xôi đặt trên dầu mát. Mùi nếp thơm thoang thoảng theo hơi nóng vẫn đang bốc lên nhẹ nhẹ. Cô lấy đôi đũa xúc một mảng lớn bỏ vào bát cho em, dùng tay nén xuống để lấy chỗ đắp thêm. Nhưng cô bỗng đổi ý khựng lại. Cô vừa chợt nghĩ đến Thông và nảy ra dự định lát nữa cô sẽ đem tặng Thông một bát để Thông ăn sáng, cho nên cô thấy cần phải cắt bớt phần của thằng em. Cô ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ ngó sang phía nhà Thông, hình dung giờ này chắc Thông cũng vừa thức giấc, đang chuẩn bị đi lễ nhà thờ. Cô cúi xuống, chút bát xôi và tờ giấy báo, gói lại và mang lên nhà cho Thế. Cô hỏi: "Độ mấy giờ thì mày về?" Thế đội nón vải lên đầu và tiến ra cửa: "Biết mấy giờ, nhưng sớm lắm thì cũng phải xế chiều. Thôi em đi đây." Trâm đứng trên hè nhìn theo cái dáng nhanh nhẹn của em bước đi trên con đường mòn hun hút dẫn ra cánh đồng. Nhà Trâm nằm ở bìa trại không có gì che khuất tầm mắt. Từ sân nhà cô trông ra chỉ thấy những thửa ruộng bát ngát chạy dài tới con sông Đào mà hai đứa em Trâm thường ra câu cá. Trên sông có một chiếc cầu gỗ cũ kỹ đưa người Tân Hạ sang ấp Tân Thượng, vốn là một làng trù phú của dân địa phương. Vì ít giao dịch với người công giáo trong trại, hai đứa em Trâm thường sang làm thuê bên kia sông, nhận đủ mọi thứ công việc thượng vàng hạ cám, miễn là đem được một ít tiền về cho bố mẹ. Cuộc sống nói chung là vất vả mà không có tương lai, đã thế lại thêm nỗi cô quạnh về mặt tinh thần bởi sống giữa một trại định cư toàn người công giáo, khó có thể kết giao được bất cứ cô gái nào để tính chuyện hôn nhân. Trâm thương hại em lắm,
nhưng không thể thay đổi được hoàn cảnh hiện tại. Chính cô cũng đang có những nỗi khổ riêng của mình mà chẳng biết giải quyết cách nào. Gia đình bàn đi tính lại mãi mới đưa ra một lối thoát đầu tiên là gửi anh xuống Sài Gòn học nghề lái taxi, rồi lập nghiệp luôn ở dưới ấy để làm đầu cầu cho cả nhà dọn xuống mai sau. Còn thế thì chỉ nay mai sẽ đi quân dịch 18 tháng theo luật định. Tạm thời trong lúc chờ đợi, Thế vẫn thường xuyên qua sông tìm việc, vừa làm vừa nghe ca vọng cổ. Tới lui nhiều, dần dà thành quen, những gia đình giàu có trong làng Tân Thượng, chủ ruộng hoặc tiệm buôn, bây giờ hầu như ai cũng đã trở nên thân với hai đứa em của Trâm. Người miền Nam vốn tính xuề xòa và hiếu khách, có khi sau một ngày dài lao động, gia chủ rủ hai anh em ở lại nhậu thoải mái, ít khi hai đứa từ chối, bởi chúng thích cái không khí hòa đồng mà chúng không tìm được ở trong xóm đạo. Huống chi mồi nhậu miền Nam lại ngon, dại gì mà bỏ qua những cơ hội ấy. Riêng Thế mới đây lại còn may mắn hơn là làm quen được một cô gái, con nhà giàu, rất có thiện cảm với Thế. Vài lần Thế sang làm công cho bố mẹ cô, được cô đem lòng mến thương, tặng Thế tấm hình chụp khổ nhỏ làm kỷ niệm. Phía sau có mấy chữ ký đề tặng, tên Huỳnh Thị Bông. Tình yêu chớm nở khiến Thế lâng lâng yêu đời và ngày nào cũng nôn nóng mong có người gọi qua sông làm việc để được dịp nhìn thấy cô Bông cho đỡ nhớ. Thế đi rồi, Trâm quay vào khép cửa lấy quần áo ra sau bếp. Tắm xong, Trâm thay áo cánh trắng ngắn tay, cổ trái tim viền ren màu xanh nước biển mà cô may đã cả năm nay nhưng không có dịp mặc. Chiếc áo còn nguyên nếp gấp và thoang thoảng mùi băng phiến. Cô nghĩ đến lát nữa sẽ sang gặp Thông, tự dưng thấy lòng rộn lên một niềm vui. Giả như hôm nay cha mẹ và hai đứa em có nhà thì chắc chắn cô cũng chẳng dám mặc cái áo này, vì mọi người sẽ nhìn cô dò xét làm cô ngượng. Mãi đến khoảng 10 giờ khi nắng đã lên cao, Trâm mới mừng rỡ thấy Thông từ ngoài đường rẽ vào sân. Nhưng cô lại thất vọng ngay vì sau lưng Thông có hai cô học trò mặc áo dài trắng đi theo. Trâm đứng trong nhà nhìn qua cửa sổ nén tiếng thở dài. Rất may là hai cô gái không vào nhà, chỉ đứng chờ Thông ở ngoài hiên. Và mấy phút sau Thông bước ra, trao cho hai cô một chồng báo Đức Mẹ hằng cứu giúp. Hai cô chào Thông rồi quay nhanh ra đường, trở lại phía nhà thờ. Trâm đưa tay sửa lại mái tóc, rồi bưng đĩa xôi ra hè, hồi hộp khép cửa. Cô thấy tim mình đập thình thịch, dù rằng ngày nào cô cũng gặp Thông bên hàng rào, và mơ hồ biết Thông có cảm tình với mình. Cô đứng yên một lúc, tự trấn tĩnh rồi bước ra đường sang nhà Thông bằng lối trước. Cô đứng trên hè nhìn quanh hai bên đường, cô nghe giọng Thông đang hát một bản nhạc đạo rất quen đối với người công giáo. Chờ Thông dứt tiếng ca, Trâm ho nhẹ mấy tiếng rồi gọi. Anh Thông ơi, có nhà không? Anh giáo ơi, em đây. Từ trong nhà, Thông nhanh nhẹn chạy ra chỗ mắt nhìn Trâm, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Trời ơi cô Trâm, nom lạ quá. Tôi cứ ngỡ là ai, mời cô vào chơi. Rồi như một phản ứng tự nhiên, anh quay đầu nhìn thật nhanh sang phía nhà Trâm và hình dung ngay ra nét mặt khó chịu của ông Đoàn Cảnh, người lúc nào cũng bày tỏ mối ác cảm đối với đạo công giáo. Thông biết thế nhưng không trách ông, không giận ông, bởi anh đoán rằng sở dĩ có tình trạng này là vì lối cư xử quá bảo thủ của ông bà Thứ dạo trước. Thông tin chắc một điều là thời gian sẽ giúp ông Đoàn Cảnh thay đổi cách nhìn, nhất là bây giờ có Thông ở bên cạnh, sẽ xóa dần cái biên giới vô hình giữa hai tôn giáo. Thông nhớ mới đây, hôm ngồi câu cá với hai đứa em Trâm ở bờ sông, Nhân nói đến thái độ của ông Đoàn Cảnh, thằng anh lưỡng lự mãi rồi mới bảo Thông. Anh ạ, bố em bảo là đạo công giáo mang thực dân Pháp vào chiếm nước ta, có đúng như thế không anh Thông? Thông giảng, tại bố em không đọc lịch sử nên mới nghĩ như vậy. Đạo công giáo chuyển sang nước ta từ năm 1533, tức là từ đời vua Lê. Các giáo sĩ đầu tiên đến Ninh Cường và Trà Lũ giảng đạo, có âm mưu chính trị gì đâu. Hơn 300 năm sau thực dân Pháp mới xâm chiếm Việt Nam là lúc mà đạo công giáo đã vững vàng. Chính triều đình và phong trào văn thân giết 130.000 giáo dân nên đã gây nên cái hố chia rẽ càng ngày càng trầm trọng. Hai đứa em Trâm, thằng Anh và thằng Thế tuổi còn trẻ nên rất dễ thu nhận những điều Thông nói. Nhưng với ông Đoàn Cảnh thì đã có định kiến, huống chi Thông lại không có cơ hội gặp nhiều để trao đổi, nên khó lòng mà thuyết phục nổi. Thông mở rộng cánh cửa, Trâm nâng đĩa xôi chìa ra trước mặt vui vẻ nói.
Em biếu anh đĩa xôi để anh ăn sáng. Xôi em thổi đấy. À, anh thử xem là có vừa miệng không. Thông đỡ đĩa xôi và kêu lên: chết, ai lại làm phiền hai bác với cô như thế này. Mà mời cô vào uống nước, cô cho thì tất nhiên là tôi phải nhận rồi. Mà cô nấu thì chắc chắn phải ngon rồi. Cô cho tôi gửi lời cảm ơn hai bác bên nhà. Châm theo Thông bước vào nhà, cô bảo: anh không phải cảm ơn bố mẹ em, chỉ cần cảm ơn em là đủ rồi. Em tự ý biếu chứ bố mẹ em đâu có biết đâu. Thông lo lắng nhìn Châm dò xét. Châm vội giải thích thêm: hôm nay cả nhà em đi vắng, chỉ có một mình em ở nhà. Bố mẹ em với thằng Anh á thì xuống Sài Gòn, còn thằng Thế thì đi làm ở bên Tân Thượng. Đúng ra là em thổi xôi để cho bố mẹ em đem theo, nhưng mà em giữ bớt một ít để biếu anh. Thông cảm động không biết nói gì. Anh thấy lòng vụt dâng lên niềm vui mênh mang. Bao lâu nay tuy ở ngay bên cạnh Trâm, nhưng anh chỉ được nhìn cô trao đổi vài câu vu vơ qua hàng rào mà lúc nào cũng bận tâm về sự ngăn cản của ông Đoàn Cảnh. Hôm nay thì hoàn toàn thoải mái, hai người có thể gần gũi nhau trọn ngày chủ nhật mà không sợ ai quấy rầy. Trâm lại hóm hỉnh tiếp: xôi em mới thổi đấy, chứ không phải xôi cúng đâu. Anh đừng có sợ là bị Chúa phạt. Cô cứ nhắc mãi cái chuyện ấy, tôi đã giải thích với cô rồi, tôi đâu có sợ tội. Chúa biết lòng tôi mà. Chỉ khi nào tôi ăn xong đĩa xôi của cô mà tôi bỏ đạo để đi theo cô thì mới có tội. Không tin á, cô về nhà xem có bao nhiêu thức ăn cứ khuân hết sang đây, tôi không từ chối món nào đâu. Trâm ung dung mỉm cười ngồi xuống ghế. Em nói đùa anh thôi. Anh mà có muốn ăn thêm thì em cũng chẳng có để biếu anh nữa đâu. Người ta vẫn nói là của ít lòng nhiều. Hôm nay em mới hiểu. Thông nói lảng: cô ngồi chơi tạm để tôi xuống bếp đun nước pha trà mời cô. Trâm xua tay ngăn lại. Em không có uống đâu. Chỉ có em với anh mà anh còn cứ khách sáo hoài à. Anh dùng xôi đi. Thông cũng ngồi xuống cái ghế đối diện, nhưng anh lại đứng ngay lên, ra khép bớt cánh cửa lại vì ánh nắng ban mai đang chiếu thẳng vào mặt Trâm. Anh trở lại và hỏi: hai bác đi Sài Gòn có việc gì đấy? Bao giờ về hả cô? Em cũng chẳng biết. Hình như là bố mẹ em xuống gặp người quen, người cùng làng mà mất liên lạc lâu lắm rồi. Bây giờ mới tìm lại được địa chỉ. Chắc tối mới về. Có khi ngày mai về cũng chưa biết chừng. Thế hai bác định dọn hẳn xuống Sài Gòn phải không cô? Cô có nghe hai bác bàn tính chuyện ấy không? Em cũng chả để ý. Thì chính bên nhà em cũng cứ đoán già đoán non là anh sẽ bỏ đi. Người như anh ở lại đây không có tương lai. Anh đi một thân một mình, đi lúc nào chả được. Nhưng mà riêng em thì em mong anh ở lại. Tôi có ý định bỏ chạy đâu. Nhưng mà chỉ sợ là ngộ nhỡ tôi ở lại mà gia đình cô lại đi mất thì tôi buồn lắm. Trâm chớp mắt nhìn xuống chân, chính cô cũng đang nghĩ đến điều ấy. Từ mấy tháng nay cô thấy mình nặng tình với Thông lắm rồi. Tuy không nói ra, nhưng qua ánh mắt và cử chỉ của cô tin chắc rằng Thông cũng đã hiểu rõ lòng cô. Cô toan bày tỏ một lời nào đó rõ nghĩa hơn, nhưng Thông đã lên tiếng. Thôi thì cứ ở đây được ngày nào hay ngày ấy, tương lai biết thế nào mà tính. Trâm gật đầu rồi ngẩng lên nhìn quanh khắp nhà và bảo Thông. Hôm nay em chẳng làm cái gì hết. Anh có cần dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo thì cứ giao hết cho em. Em ở lại bên này làm giúp anh cả ngày, rồi anh trả tiền công cho em nhé. Thông nhìn Trâm cố đoán xem câu nói của cô hàng xóm là một đề nghị thực tế hay chỉ là một lời đùa giỡn. Anh còn đang phân vân thì Trâm lại nhắc. Em nói thật đấy mà.
Thông cũng đoán là Trâm nói thật, cho nên anh cảm động bảo: cô có lòng tốt giúp tôi thì tôi cảm ơn, chứ tiền công trả cho cô thì biết bao nhiêu mới xứng đáng với tấm lòng của cô. Trâm ngước mắt nhìn Thông rồi cúi ngay xuống. Cô thấy mình không thể nhịn được nữa, bởi dễ gì có dịp gặp riêng Thông như hôm nay. Cô hạ giọng nói nhỏ, run run hơn. Em làm việc nhà cho anh suốt đời cũng được. Em chẳng cần anh phải trả công đâu. Câu nói tỏ tình lộ liễu của Trâm làm Thông thốt nhớ đến Quyên ngày trước. Anh ngồi thừ người suy nghĩ, rồi lại miên man liên tưởng đến Mai. Quanh anh có biết bao nhiêu cô gái say mê. Anh bỏ đi làm gì? Ở trại định cư này, giữa cả ngàn người bình dân, anh là khuôn mặt nổi bật mà thiên hạ ngưỡng mộ. Về thành phố phồn hoa, anh sẽ chỉ là một bóng mờ qua đường không ai hay. Chỗ đứng của một người trong xã hội bao giờ cũng có tính cách tương đối, tùy môi trường và tùy sự so sánh chung quanh. Anh ngẩng lên nhìn Trâm và tự dưng đổi cách xưng hô thân tình mà chính anh cũng không để ý. Bố em xem chừng vẫn không ưa gì đạo công giáo nhỉ? Trâm sung sướng gạt đi. Thì cứ kệ bố em. Anh muốn bảo em rửa tội, em sẽ vâng theo ý anh mà. Mẹ em cũng sẽ bằng lòng ngay. Mẹ em cứ bảo với em là bên đạo Thiên Chúa thì cũng có nhiều điều tốt. Miệng tuy nói thế nhưng Trâm biết trước rằng giả như Thông hỏi cưới cô và yêu cầu cô trở lại đạo công giáo thì cô và Thông sẽ rất vất vả mà chưa chắc đã thuyết phục được ông Đoàn Cảnh. Trường hợp ấy cô sẽ phải chọn lựa giữa cha cô và Thông, chứ khó lòng mà vẹn cả hai bề. Đúng như mong ước của Trâm, cả ngày hôm ấy cô quấn quýt bên Thông mà không có khách khứa nào đến phá đám. Lúc thì cô phụ giúp Thông những việc lặt vặt trong nhà, lúc thì ngồi bên Thông nói chuyện vu vơ. Vườn sau nhà Thông có giàn thiên lý thật đẹp, bóng cây dập mát tỏa xuống cái ghế băng kết bằng ống tre là chỗ lý tưởng để hai người ngồi tâm tình. Nhưng Thông không dám đưa Trâm ra, sợ thiên hạ nhìn thấy. Mặc dầu khu Thông ở là cuối trại, rất ít khi có người qua lại, anh đóng kín cửa và hai người chỉ quanh quẩn đi tới đi lui trong nhà. Từ buổi đầu giáp mặt với Trâm, Thông đã thấy cô gái ngoại đạo này có cái gì rất lôi cuốn đối với anh. Bây giờ kề cận bên nhau, anh càng thấy có ma lực quyến rũ lạ thường. Cơm trưa xong, Thông nằm trên võng, Trâm tự tiện leo lên nằm bên cạnh, nằm suông thôi chứ không làm gì cả. Nhưng đó là cái phút đê mê quyết định của hai người, ngầm đồng ý tiến sang một khúc rẽ lớn của cuộc đời. Chẳng cần một lời nói yêu đương, chẳng cần ái ân xác thịt, hai tâm hồn đã cực kỳ kháng khít với nhau, gián tiếp trao lời hẹn ước, nên vợ nên chồng, bởi cả hai đều không phải loại người say mê trăng gió tạm bợ, vui chơi trong giây lát rồi chia tay. Trâm thì thầm bảo: thế chị Quyên có còn liên lạc với anh không? Anh nói thật cho em biết đi. Thông giật mình mỉm cười. Với anh lúc này, người đàn bà ấy đã hoàn toàn là một bóng mờ của dĩ vãng. Thế mà vẫn làm cho Trâm bận tâm. Từ khi đột ngột bỏ đi, Quyên không hề có một lá thư hay lời nhắn gửi nào dành cho Thông. Rõ ràng Quyên đã dứt khoát cắt đứt mọi liên hệ, để thời gian làm nhạt nhòa mọi chuyện. Nếu có xúc động thì thật ra thỉnh thoảng Thông chỉ thoáng nhớ, và tội nghiệp cho Mai mà thôi. Anh nói đùa: Quyên nào nhỉ, anh đâu có quen ai tên là Quyên. Trâm thủ thỉ tiếp: em hỏi thế thôi, chứ em biết là anh đâu còn yêu chị ấy. Em nghe đồn là chị ấy có chồng rồi. Lại thêm một tin làm Thông giật mình. Anh ngóc đầu dậy hỏi lại: sao em biết? Nhưng mà thôi, thế cũng xong, anh cũng mừng cho cô ấy. Yên lặng một lúc, Trâm đề nghị: anh ơi, nay mai này anh sang thưa chuyện với bố mẹ em nhé. Thông ưu tư đáp: lẽ tất nhiên rồi, nhưng tạm thời mình cần giữ kín, đừng để mang tiếng cho em. Trâm hài lòng gợi ý: nhà em thì có tất cả 5 người,
Em thì chả nói làm gì nữa. Còn lại là mẹ em với hai đứa em của em, nó cũng quý anh lắm. Chỉ có mỗi mình bố em thôi. Nhưng mà em biết chắc, anh mà nói thì thể nào bố em cũng siêu lòng. Anh cũng hy vọng như vậy. Nói cho cùng thì tất cả mọi sự đều do Thánh ý Chúa định. Em tuy chưa dở tội, nhưng em nên vững tin vào Chúa. Chúa sẽ đoái nhận lời em cầu nguyện. Trong Thánh Kinh, Chúa đã dạy các tông đồ rằng, hãy gõ cửa thì sẽ mở, hãy xin thì sẽ cho. Em nên nhớ điều ấy. Im lặng một lúc khá lâu, Trâm mới đánh liều hỏi một câu quan trọng. Anh à, em biết là muốn lập gia đình với người bên đạo thì phải rửa tội theo đạo. Giả như bố em và cả nhà đều bằng lòng cho em theo đạo, anh có cưới em không? Em thích làm đám cưới nhà thờ lắm. Không phải là em hấp tấp đâu. Em hỏi anh là vì anh với em tuy gặp nhau hàng ngày, nhưng mà chả có mấy khi được gần nhau như hôm nay. Anh cho em biết ý của anh để em yên lòng. Nói dứt câu, Trâm ngồi hẳn lên, nhìn Thông chờ đợi. Thông mạnh dạn đáp: anh sẽ đưa em lên gặp cha, để cha cho em học giáo lý, rồi cha sẽ bảo em những câu cần thiết. Khi nào thấy em đủ điều kiện, nghĩa là hiểu biết những điều căn bản về đạo, thì cha sẽ rửa tội cho em. Rửa tội xong, em trở thành người công giáo rồi, mình mới làm lễ cưới được. Trái tim Trâm chan hòa hạnh phúc, cô lại nằm xuống và tỉ tê: cha mà có bắt em học 1000 câu kinh để lấy được anh, em cũng sẽ học. Bây giờ đặt trường hợp nhỡ bố em không bằng lòng cho em theo đạo, thì em tính làm sao? Em sẽ trốn nhà theo anh. Thông mỉm cười nhưng trong lòng thoáng buồn, vì anh không muốn chuyện đó xảy ra, tạo một dư luận không tốt, ảnh hưởng đến tác phong của anh. Xế chiều, 2-3 lần Thông lên tiếng giục, Trâm mới chịu ngồi dậy chuẩn bị về. Cô lùa bàn tay, chải lại mái tóc, hất gọn về phía sau. Thông vẫn nằm ngửa trên võng, ngước nhìn và buột miệng nói: hôm nay em mặc cái áo đẹp quá, hồi sáng lúc em mới sang, anh giật mình tưởng cô nào, suýt nữa thì không nhận ra. Trâm bật cười: ở với anh cả ngày, mãi đến bây giờ mới khen người ta đẹp. Rồi Trâm đứng dậy và nói tiếp: thôi, em về nhé. Em cảm ơn anh. Thông cũng đứng dậy tiễn chân cô. Cô không dám đi lối trước sợ có người trông thấy. Cô ra cửa sau, rẽ sang hông nhà rồi lách mình chui qua hàng rào. Khi đã về hẳn đến bờ giếng nhà mình, cô mới quay sang vẫy tay chào Thông rồi bước vô nhà, thay áo để chuẩn bị nấu cơm tối. Đứng trước tấm gương nhỏ gắn trên vách, lần tay cởi nút áo, Trâm thấy lòng mình khác lạ lắm, lâng lâng như người say rượu. Lần đầu tiên nằm bên cạnh một người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương, cô không hình dung nổi là nó lại ngây ngất đến như vậy. Cái cảm giác đam mê tràn ngập ấy đến giờ này vẫn chưa tan biến hẳn. Cô nhìn khuôn mặt mình trong gương và bỗng chốc thấy rạng rỡ hẳn lên. Ý nghĩ chủ quan ấy làm cô mỉm cười bẽn lẽn. Cô mang cái áo trắng lên sợi dây phơi, thay cái áo nâu thường lệ rồi xuống bếp lấy nồi đong gạo. Đứng bên bờ giếng, cô nhướng mắt nhìn ra con đường mòn chạy giữa cánh đồng bát ngát và ngạc nhiên giờ này mặt trời sắp lặn mà vẫn chưa thấy đứa em trai đi làm về. Bố mẹ cô thì có thể ở lại qua đêm tại Sài Gòn, nhưng thằng Thế thì chắc chắn phải về, bởi bên kia sông chẳng có ai quen mà chứa chấp Thế. Những ngày kế tiếp mọi việc lại diễn ra êm ả như cũ. Thông với Trâm vẫn nói chuyện vu vơ qua hàng rào. Cả nhà ông Đoàn Cảnh chưa ai biết hai người đã có tình ý với nhau. Nhiều lần Trâm đã toan tâm sự với mẹ, nhưng vẫn ngần ngại chưa dám nói, bởi cô vẫn lo. Rồi Thông chỉ hứa hẹn trong một phút bốc đồng, rồi đổi ý, không hỏi cưới cô thì làm sao. Tối thứ bảy trong bữa cơm chiều đơn giản như thường lệ, gia đình quây quần quanh cái mâm nhôm chỉ có bát canh và đĩa rau luộc. Ông Đoàn Cảnh gật gù kể câu chuyện Sài Gòn cho các con nghe. Ở thành phố có một ngày, ngủ lại có một đêm, mà xem chừng ông lưu luyến lắm. Nhắc đi nhắc lại những nhận xét của mình cả mấy hôm rồi, vẫn chưa chán. Vui nhất cho ông là món nợ người đồng hương vừa trả. Ông bảo vợ:
Nghĩ cũng may, giá mà ngày ấy lão ấy giả tiền mình rồi ấy, thì bây giờ làm gì có món của hoạnh tài này. Mai chủ nhật bà với cái châm thịt con vịt, đánh đĩa tiết canh nhé. Lâu quá rồi tôi chưa nhắm rượu với thịt vịt. Thấy bố mẹ vui câu chuyện, Trâm mạnh dạn đề nghị. Hay là nhân tiện mời anh giáo thông sang ăn bữa cơm gia đình với mình bố nhé. Nhà có sẵn măng khô, phải không mẹ? Vịt ninh với lại măng khô chắc là ngon phải biết. Hai cậu em Trâm tán đồng ngay. Thằng Anh bảo, phải đấy, anh Thông cho chúng con mượn bao nhiêu là sách bố ạ. Cần cái gì chúng con cũng chạy sang bên ấy. Anh ấy tuy là người bên đạo nhưng mà tốt tính lắm chứ không phải là như người khác. Ngày kia con đi rồi, chả biết bao giờ mới gặp lại. Bà Cảnh hài lòng nhìn các con phụ họa. Ừ thì mời cậu ấy một tiếng, bán anh em xa mua láng giềng gần mà lại. Từ ngày cậu ấy dọn về đây đã ăn với mình cái bữa cơm nào đâu. Chốc nữa anh em mày chạy sang mời cậu ấy. Kẻo sáng mai rồi cậu bận gì lại không ăn được. Bảo cậu ấy là bố mẹ chúng em mời anh giáo sang ăn bữa cơm dưa muối. Trưa mai 12 giờ nhé. Ông Đoàn Cảnh đang vui bỗng nghiêm mặt lại. Ông dằn mạnh cái bát sung mâm và gay gắt bảo. Không việc gì phải mời nó. Châu tìm cọc chứ đời thủa nào mà cọc lại tìm châu bao giờ. Trâm thất vọng đưa mắt nhìn hai em. Bà Cảnh chép miệng phân trần. Cọc với châu cái gì? Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau. Mất gì một bữa ăn mà ông khó khăn thế. Ông Đoàn Cảnh nhấn mạnh. Tôi không tiếc một bữa ăn. Nhưng nhà mình có con gái lớn. Tại sao phải rước nó sang ăn cơm? Để nó tưởng là mình cần cầu cạnh nó hay sao? Trâm giận ứa lên tới cổ. Nước mắt sắp trào ra. Khá lâu cô mới lên tiếng. Bố à. Con thấy anh ấy là người cũng đứng đắn. Mà chả phải riêng con đâu. Cả mẹ rồi cả các em con cũng đều công nhận là anh Thông là người tử tế. Lại có tình hàng xóm qua lại với nhau. Cho nên con mới muốn mời sang ăn một bữa cơm với gia đình mình. Bữa cơm thì có gì là to tát đâu mà bố bảo là mình cầu cạnh. Ông Đoàn Cảnh hừ một tiếng rồi tiếp tục phân tích. Tử tế, lẽ tất nhiên là nó tử tế. Nhưng mà cái tử tế giả dối bề ngoài để dụ dỗ người ta theo đạo. Tao còn lạ gì? Mở mồm nói ra là chỉ đòi giảng đạo. Nó lừa được mẹ con mày chứ lừa thế nào được tao. Bà Cảnh bực mình ngắt lời chồng. Ông nói thế mà nghe được. Tôi chả thấy cậu giảng đạo bao giờ hết. Mà dù cho cậu ấy giảng đạo đi chăng nữa, mình muốn theo hay không thì tùy mình. Chứ cậu có bao giờ dí dao vào cổ bắt ông theo đạo đâu mà ồn lên. Ông Cảnh bỏ dở bát cơm, quay sang bảo thế. Rót cho tao cốc nước. Rồi ông ngồi im, mặt hầm hầm nhìn ra cửa sổ. Bà Cảnh cố nhịn, nhưng chỉ được một lúc lại gắt lên. Mà tôi cũng nói cho ông biết nha. Tôi thấy bên đạo người ta hay lắm đấy. Con tôi mà nó muốn theo, tôi sẵn sàng cho theo ngay. Thế bưng cốc nước lại trao cho bố. Ông Cảnh uống ừng ực đến giọt cuối cùng, rồi dằn mạnh cái ly và nghiêm khắc bảo. Thế mà bà cũng mở mồm ra mà nói, chả biết cái gì. Cho con theo đạo là kể như mất con, bà hiểu chứ. Người bên đạo người ta chỉ biết Chúa chứ không biết cha mẹ, không biết chữ hiếu là cái gì cả. Tôi cho bà biết, nhà này đã đời đời chỉ thờ cúng tổ tiên ông bà mà thôi. Đứa nào theo đạo thì đừng nhìn mặt tao. Bà cho con bà theo đạo thì mẹ con bà dắt nhau đi đâu thì đi, cho khuất mắt tôi. Trâm đứng dậy bước ra sau hè, lấy khăn nhúng nước lau mặt. Rồi cô ngồi trên bậc, mắt nhòa lệ nhìn ra sân. Cô nghe tiếng mẹ cô biện luận. Đạo nào thì cũng có cái hay của đạo ấy. Đạo nào thì người ta cũng dạy làm điều tốt thôi. Thế này ông cứ thử nhìn quanh trong trại này mà xem. Cái việc đầu tiên mà tôi khen đạo Công giáo là cái chuyện mà người ta dứt khoát chỉ một chồng một vợ, không có có năm thê bảy thiếp vợ bé vợ mọn. Tôi thì tôi thương con gái tôi, muốn con gái tôi lấy người có đạo là vì thế. Cái thứ hai là bên đạo người ta văn minh, không có tin dị đoan, lên đồng lên bóng gì hết. Sau rốt nữa này, ông mở mắt ra mà xem, có cái đạo nào mà giúp người cùi rồi giúp trẻ mồ côi rồi nhà thương thí rồi viện trợ quần áo lương thực nhiều bằng cái đạo Công giáo không? Cơ quan gì đấy, chở hàng tấn bột mì đến cho mình đây này. Thằng Anh đỡ lời mẹ, cơ quan Caritas. Ừ, người ta cho bao nhiêu là áo quần, là bột mì, cùng những cái thứ lặt vặt, đến cái trại này phát cho dân suốt mấy năm rồi.
ông với tôi cũng có phần chứ đâu gì phát riêng cho người bên đạo. Ông Đoàn Cảnh cười khẩy, tỏ ý khinh bỉ sự nông cạn của vợ. Rồi ông bảo, mật ngọt chết ruồi, người ta viện trợ cho mình là để dụ dỗ mình theo đạo chứ tử thế thì ba chỉ biết một mà không biết hai. Rồi ông vói tay kéo cái điếu bát ở đầu bàn lại trước mặt. Bà Cảnh chưa chịu bỏ cuộc, mặt bà nóng bừng bừng quyết cãi cho bằng được. Tôi nhận bao nhiêu thứ của người ta rồi, chưa hề thấy ai mở miệng mà dụ tôi vào đạo cả. Ông ở cái trại định cư này 3 năm rồi, tôi hỏi ông nhá, đã có người nào đến mà mời ông vào theo đạo chưa? Chí có nói oan cho người ta không à? Mà nói xin lỗi, ông theo đạo thì ích lợi gì cho người ta mà người ta phải đổ tiền đổ của ra viện trợ để dụ ông vào đạo. Ông nghĩ mà xem nhé, đã đành là ai tin đạo thì cứ việc giữ đạo người đấy. Nhưng mà con tôi nó muốn theo đạo, lấy vợ lấy chồng người bên đạo, tôi không cấm cản gì hết. Ông Đoàn Cảnh cầm cái đóm đang cháy trong tay, phít cần trúc đưa vào mồm toan hút điếu thuốc lào. Nhưng nghe vợ nói, ông lại dụi lửa và lạnh lùng bảo. Ngày nào tôi còn sống nữa, thì cái nhà này không có đứa nào được theo đạo cả. Bà Cảnh nghẹn họng không nói được nữa, mặt tái nhợt bỏ ra ngoài. Hai cậu con trai ăn chưa xong cũng uể oải đứng lên theo, thu dọn bát chén giùm chị, bưng hết ra bờ giếng. Bàn ăn chỉ còn lại một mình ông Đoàn Cảnh ngồi hút thuốc. Tiếng chuông nhà thờ xa xa vừa vọng lại, như cố khơi thêm mối ác cảm của ông đối với ngôi giáo đường. Trâm vẫn ngồi yên trên bậc cửa, khuỷu tay chống trên đầu gối, bàn tay kia dưới cằm, mắt nhìn đăm đăm vào khoảng không gian mờ tối trước mặt. Giấc mơ một đời của cô vừa mới lóe sáng hôm chủ nhật vừa rồi, khi Thông ngỏ lời bằng lòng cưới cô, thì hôm nay lại gặp sức phản kháng mãnh liệt là cha cô, người cha rất vô lý đang đi ngược lại ý muốn của cả gia đình. Cô vốn là đứa con ngoan, từ thuở có trí khôn cho đến bây giờ chưa bao giờ trái lời cha mẹ. Nhưng trong vụ này, cô thấy trước là cô không thể vâng phục cha cô được. Cô thấy rõ cha cô là một người ích kỷ, không nghĩ đến tương lai của con. Như thế thì việc gì cô phải nghe lời cha cô nữa. Cô sẽ theo đạo để lấy Thông, bởi trên đời này sẽ chẳng bao giờ có một người đàn ông thứ hai như Thông. Cô sẽ học giáo lý, sẽ xin rửa tội càng sớm càng tốt, dù bố cô có tuyên bố từ con cô cũng cam chịu. Nghĩ đến đây, cô mím môi nắm chặt bàn tay để tỏ ý cương quyết, rồi cô đứng dậy đi ra bờ giếng. Hai đứa em đang cùng nhau rửa bát, sầm sì nói chuyện, ngẩng lên nhìn chị thông cảm. Chúng chưa hề biết Thông và Trâm đã gặp nhau, đã trao lời ước hẹn, cho nên chúng chỉ không bằng lòng thái độ kỳ thị tôn giáo của bố chúng, chứ chưa nhìn thấu nỗi khổ lớn lao đang dày vò trong lòng Trâm. Thằng anh an ủi. Sáng thứ hai em đi sớm. Em học ở Sài Gòn độ 3 tháng, nếu mà thi đỗ đó, thì em xin đi làm việc ngay. Em có nhà có cửa rồi đó, thì em sẽ báo tin cho chị. Chị không thích ở đây thì xuống Sài Gòn ở với em. Trâm ngồi xuống bên cạnh hai em thì thầm bảo. Thì cũng vì mày sắp đi, cho nên tao mới nảy ý định là mời anh Thông sang ăn cơm. Biết bao giờ mày mới gặp lại anh ấy. Thằng anh thở dài. Em cũng muốn như vậy chứ. Chả gì anh ấy cũng đỡ đần chúng em nhiều. Từ viên thuốc nhức đầu cũng chạy sang xin, rồi mượn từng cái búa cái đinh ấy, là chưa kể bao nhiêu rau cỏ trong vườn anh ấy cho nhà mình. Anh ấy tốt quá mà bố vẫn cứ ghét anh ấy, lạ thật. Trâm không biết nói gì hơn, cô đứng dậy bỏ vào bếp vì thoáng thấy mẹ cô vừa bật diêm nhóm lửa. Tới cửa Trâm hỏi. Mẹ đun gì đó mẹ? Bà Cảnh vói tay lấy cục gạch làm ghế ngồi trước bếp lửa, rồi vừa quạt lò vừa nói. Tao luộc mấy củ khoai, cái lứa khoai này nó tốt, không có củ nào hà hết. Trâm lấy một khúc củi ngồi xuống bên cạnh mẹ. Cả hai mẹ con cùng im lặng nhìn ngọn lửa bập bùng trước mặt và cùng bực bội nhớ lại những lời phát biểu thiên lệch của ông Đoàn Cảnh. Khá lâu, bà Cảnh mới nhắc. Này, có định hầm măng khô thì đem ngâm đi chứ. Ngâm một đêm cũng chưa ăn thua gì đâu. Mai phải luộc thêm ít nhất là hai nước nữa rồi mới bỏ vào nồi xáo vịt. Trâm đứng dậy và nói. Vâng, mẹ không nhắc thì con quên mất. Cô lấy cái nồi lớn ra giếng múc gần đầy nước, bưng vào đặt ở góc bếp và chút gói măng khô vào đó. Xong rồi, cô trở lại vị trí cũ và lại ngồi im lặng bên cạnh mẹ. Một lúc sau, Trâm nói nhỏ chỉ vừa để hai người nghe. Mẹ, mẹ, tuần trước bố mẹ xuống Sài Gòn, con có gặp riêng anh Thông. Trâm ngừng lại dò phản ứng, bà Cảnh trao mày hỏi. Mày gặp riêng nó làm cái gì? Mà riêng với chung cái gì? Ngày nào tao chả thấy mày nói chuyện với nó ở hàng rào. Trâm nghiêm giọng nói. Mẹ, con hỏi mẹ cái này nè.
nếu mà anh Thông hỏi cưới con, lẽ tất nhiên là con phải rửa tội theo đạo. Thế mẹ có bằng lòng không? Bà Cảnh lặng người ngồi yên. Bà quay sang nhìn con gái thật nhanh, rồi lại quay về nhìn ngọn lửa. Cả phút sau bà mới nghĩ ra một câu quan trọng. Nhưng mà nó đã nói gì với mày chưa? Hay là mày chỉ mới đoán già đoán non? Trâm gật đầu. Anh ấy nói rồi mẹ à. Vì vậy con mới định mời anh ấy sang trưa mai ăn cơm nhà mình. Bà Cảnh hồi hộp ngắt lời. Thế nó nói cái gì? Thế nó định hỏi cưới mày thật à? Nó nói rõ ràng là nó muốn cưới mày hay sao? Mà mày có nghe rõ không? Có nghe đúng như vậy không? Trâm lại gật đầu quả quyết. Có mà. Anh ấy bàn với con suốt cả buổi chiều hôm mà bố mẹ đi vắng. Anh ấy bảo là anh ấy trình với cha cho con học đạo rồi rửa tội. Sau đó mới làm phép cưới ở nhà thờ. Bà Cảnh choáng váng ngồi im như người sắp lên cơn suyễn. Việc Thông hỏi cưới con bà là cả một sự may mắn bất ngờ, vượt quá lòng mong đợi của bà. Từ ngày về trại định cư này, bà đã lo âu triền miên vì sợ con bà sẽ ế chồng. Chẳng phải con gái bà thiếu nhan sắc, nhưng bà biết rõ một điều là người công giáo không làm quen với người ngoại đạo. Chính vì vậy, bà cứ thúc giục chồng bà dọn đi nơi khác. Nay thì mối lo ấy sắp giải quyết xong. Mà cái người dòm ngó con gái bà lại là một thanh niên sáng giá nhất ở xóm đạo này, mà bà biết ai cũng trọng vọng. Thật là phải nhờ hồng phúc của tổ tiên, gia đình bà mới có ngày nhận bản tin vui như hôm nay. Trong thâm sâu, điều đầu tiên làm bà có thiện cảm với đạo công giáo là luật cấm đa thê. Đời bà đã chứng kiến bao nhiêu cảnh đớn đau của phụ nữ khi phải lấy chồng chung, khi phải bỏ công sức đi đánh ghen vì những ông chồng ham của lạ mà xã hội lại chấp nhận. Sự thiệt thòi ấy, sự bất công ấy qua bao nhiêu phong trào đòi giải phóng phụ nữ, đòi nam nữ bình đẳng đều không thấy có hiệu quả cụ thể, mà chỉ thấy ở các xóm đạo là thực hiện đúng câu giáo điều một vợ một chồng mà thôi. Chưa cần biết theo đạo có lợi gì hay không, nhưng chỉ cần một điều cấm đa thê là bà đã muốn gả con cho người có đạo rồi. Chính thân phụ bà từng lấy ba vợ, suốt ngày các bà vào ra lườm nguýt. Chính cô em út đẹp nhất của bà đã bị gã lý trưởng ép làm vợ bé, sống nơm nớp trên đe dưới búa, phí uổng cả tuổi thanh xuân. Bà chỉ có mỗi mình Trâm, bà không muốn con gái mình khổ. Cái nơi nương dựa lý tưởng nhất mà bà nhìn thấy hiện nay là thầy giáo Thông bên cạnh nhà bà. Bà sung sướng đê mê, quay lại run run hỏi con một lần nữa bằng giọng âu yếm hơn. Thế cả tuần nay sao con không bảo mẹ một tiếng? Trâm khom người đẩy mớ củi vào bếp rồi đáp. Tại con còn ngại bố, không có bằng lòng, thành ra chưa có dám nói. Mà mẹ thấy đấy, con chỉ mới mời anh sang ăn cơm mà bố đã gạt phắt đi rồi. Bà Cảnh phân bua giùm chồng. Bố mày từ ngày sang đây đổi tính đổi nết khó chịu quá. Ngày còn ngoài Bắc thì nhà cao cửa rộng, ruộng nương lại nhiều, suốt ngày chỉ có uống rượu với đánh tổ tôm thôi. Thỉnh thoảng lại còn xuống cả Hà Nội hát cô đầu nữa. Nói của đáng tội, bây giờ tay trắng, thành ra động tí là chửi đời, vì cứ tưởng là người ta khinh mình nghèo. Đã thế lại gặp cái ông bà thứ dạo trước bên hàng xóm, sống khư khư trả tình trả nghĩa gì cả, làm bố mày đâm thù đạo công giáo. Trâm cãi lại. Nhưng mà anh Thông anh đâu có tệ như là ông bà thứ. Dọn về đây là chạy sang chào nhà mình ngay. Rồi mà hễ chúng con cần cái gì, anh ấy mau mắn giúp đỡ liền à. Bà Cảnh gật đầu đồng ý. Từ giờ phút ấy bà không gọi Thông bằng nó nữa. Bà đổi cách xưng hô lịch sự hơn, bảo con. Đúng ra thì cậu ấy phải sang đây nói chuyện với bố mẹ đã, phải không? Cưới xin thì cũng phải có người lớn chứ. Thật ra thì đó không phải là cái điều kiện tiên quyết mà bà đòi hỏi. Bà chỉ muốn cho chắc ăn. Chính tai bà nghe Thông hỏi cưới con gái bà. Bà vẫn còn một chút ngờ vực, chỉ sợ Thông nói xa nói gần gì đó mà con gái bà hiểu lầm là Thông đòi cưới. Hoặc cũng có thể trong một phút yếu lòng, Thông hỏi cưới con bà thật, nhưng rồi Thông lại đổi ý. Bà tin rằng nếu Thông nói chuyện công khai với cả gia đình bà, thì dù Thông có xét lại, có hối hận cũng không dám nuốt lời. Trâm ưu tư trình bày. Thì anh ấy sẽ sang thưa chuyện với bố mẹ. Lẽ tất nhiên rồi, anh ấy hứa với con mà. Nhưng chính con chưa có muốn anh ấy sang, vì con sợ bố sẽ làm phật lòng anh ấy thì hỏng việc. Thành ra con phải bàn với mẹ trước. Con muốn đề nghị anh sang ăn cơm trưa mai á, chính là con muốn dò ý bố. Anh Thông là người có học, tính tình lại hòa nhã. Nhưng mà dù hòa nhã đến đâu thì người ta cũng phải có tự ái chứ. Còn chỉ sợ bố nói nặng, anh ấy bỏ về thì chỉ khổ con thôi. Bà Cảnh đồng ý ngay. Đang cầm cái que khều lửa,
Bà bất ngờ đứng dậy quăng bẹt sang bên cạnh và nói: Thôi được rồi, để tao lên tao nói chuyện với bố mày. Ra tới cửa bếp, bà ngoái đầu lại dặn: Này, độ 5 phút nữa thì tắt bếp được rồi con nhé. Tắt bếp rồi đậy vung cho kỹ, rồi vần xuống đống than cho mẹ. Dứt lời, bà bước nhanh lên nhà để nói chuyện với chồng về chuyện hôn nhân của con gái. Với bà, cơ hội ngàn vàng này không thể bỏ qua được. Ông Đoàn Cảnh vẫn còn ngồi ở bàn ăn, bên cạnh ngọn đèn dầu vừa mới thắp có những con mối đang bay lượn chung quanh. Thật ra đó là cái bàn duy nhất mà cả nhà dùng cho mọi việc kê ngay ở gian giữa. Nghe tiếng bước chân, ông ngẩng lên nhìn vợ nhưng không nói gì. Để đỡ trống trải, ông mở hộp thuốc lào véo một chút, vê tròn lại rồi nhét vào nõ cái điếu bát trước mặt. Ông cầm cái đóm nhưng không châm lửa. Bà Cảnh ngồi xuống chiếc ghế đối diện và run run nhập đề lung khởi. Ông à, cái châm nó nói đúng đấy. Thằng anh ấy sắp xuống Sài Gòn, chả biết bao giờ mới quay lại cái trại này. Thành thử ra chị em chúng nó muốn mời cậu giáo thông sang đây ăn với chúng nó bữa cơm. Vì thằng anh nhà mình vẫn xem cậu giáo thông như là anh nó, như là người trong nhà. Tôi thấy thế cũng phải. Cái châm nó đã ngâm măng khô rồi đấy, thịt độ 2 con vịt, đánh tiết canh rồi để ông với cậu giáo thông nhắm rượu nhé. Ông Đoàn Cảnh lạnh nhạt đáp: Thịt cả đàn vịt tôi cũng không tiếc, nhưng tôi đã nói rồi, không phải mời mọc gì cả, không có khách khứa gì cả. Tôi nói cho bà biết, bà mời nó vì nể bà mà sang ăn, chứ chửa vị tất trong bụng nó đã muốn ngồi ăn chung với gia đình nhà mình, là bởi vì bà cứ hay chóng quên. Dạo trước mình sai con mình sang biếu ông bà thứ đĩa xôi, ông bà ấy đem giả lại, bảo là không ăn chung với người ngoại đạo. Bà quên được, chứ tôi không thể nào tôi quên được cái mối hận này. Bà Cảnh cố gắng xoa dịu chồng. Thì thôi, thiên hạ mỗi người mỗi tính mà. Cậu Thông thì ông biết rồi, đem so sánh với vợ chồng giờ hơi kia thế nào được. Ông Đoàn Cảnh châm lửa, rít thuốc rồi vừa ngửa mặt nhả khói vừa bảo: Bà cứ nghe tôi, bà muốn thịt mấy con vịt cũng được, nhưng nhà mình ăn với nhau, không có người ngoài. Bà Cảnh bắt đầu nổi giận, nhưng bà cố dằn lại. Cái truyền thống gia đình Việt Nam từ ngàn đời vẫn thế. Người chồng bao giờ cũng là tiếng nói quyết định, dù ông chồng đó chả làm ăn gì cả, suốt ngày chỉ ngồi chơi xơi nước. Bà Cảnh nhìn chồng và vào thẳng vấn đề. Cái châm nó vừa nói với tôi là cậu giáo thông muốn hỏi cưới nó đấy. Bà ngừng lại nhìn chồng xem phản ứng. Đã rất nhiều lần khi nhắc đến tương lai vợ chồng của con gái, bà lo âu đã đành. Mà chính ông Cảnh cũng không giấu được nét ưu tư trong đôi mắt. Bây giờ có người hỏi cưới mà lại là người danh giá, đáng lẽ ra ông không thể không vồ lấy, nhưng vì mang nặng lòng kỳ thị, ông lạnh nhạt ngồi yên trước bản tin quý giá ấy. Bà Cảnh lại phải gợi thêm. Nó bảo là đáng lẽ cậu giáo thông phải sang nói chuyện với vợ chồng mình trước cho phải phép, nhưng mà cậu vẫn ngại ông còn hiểu lầm cho nên chưa dám sang. Ông Đoàn Cảnh bưng cốc nước trà nóng uống một hớp, rồi bảo: Tôi không hiểu lầm, bà bảo với nó như thế.
Bà Cảnh chưa rõ ý chồng nên hỏi lại một cách cụ thể hơn. Thế cậu ấy đòi lấy cái châm, ông có gả không? Ông Đoàn Cảnh đặt mạnh cốc nước và đáp. Tôi gả chứ, nhưng dứt khoát con gái tôi không được theo đạo. Nhà này tôi đã nói rồi, cấm không đứa nào được theo đạo. Bà Cảnh cố nhịn, ôn tồn thuyết phục. Ông nói thế cũng như không à. Không cho con theo đạo thì làm sao mà lấy người có đạo? Luật người ta là như thế mà lấy đi. Ông Đoàn Cảnh sẵn giọng cắt ngang. Luật của họ thì họ theo, việc gì mình phải theo? Luật của bên họ là ai muốn lấy người có đạo thì phải theo đạo. Luật của tôi là ai muốn lấy con gái tôi thì phải bỏ đạo mà theo con gái tôi. Tại sao họ chế được cái luật ấy mà mình lại không chế được cái luật của mình? Tại sao con Trâm nó phải bỏ đạo ông bà để theo đạo ông giáo? Tại sao thằng Thông không bỏ đạo công giáo để theo đạo ông bà? Nó muốn làm rể nhà này thì nó phải theo đạo nhà này. Nhà này không phải theo nó. Bà Cảnh bắt đầu to tiếng. Thôi ông đừng có ích kỷ, ông nghĩ đến ông đây. Ông không biết thương con hay sao? Năm nay nó 22 tuổi rồi. Ngày trước ở làng mình, nữ thập tam, nam thập lục. 18, 19 mà chưa ai rước là coi như ế chồng rồi. Con mình nó ngoài 20, đời người cha mấy chốc. Ông phải biết lo liệu cho con chứ. Nhà mình sang đây kể như là trắng tay nè. Có ai coi mình ra cái gì đâu. Mà sống thì sống giữa sư đạo, chẳng giao dịch được với ai. Bây giờ có người tử tế muốn cưới con Trâm, ông không vun vào thì thôi, lại còn ngăn với cản. Bố gì bố lạ đời thế. Ông có muốn con ông mai kia thành cái già rồi suốt đời ngồi oán trách ông hay không? Ngoài sân, hai anh em anh Thế nghe mẹ lớn tiếng vội kéo nhau vào, đứng khuất sau tấm màn vải lắng nghe. Chúng giật mình vì không ngờ Thông đã ngỏ ý muốn cưới Trâm. Chúng mừng cho chị, cho cả nhà, và vì vậy lại càng thấy rõ sự vô lý của bố chúng. Trâm cũng từ dưới bếp mon men đi lên đứng cạnh hai em. Anh vội kéo tay chị lôi ra sau nhà. Thế thì rón rén chạy theo. Thằng anh nhìn chị hăm hở hỏi. Anh Thông đòi lấy chị thật ư? Trâm gật đầu. Anh ấy nói với chị, nhưng mà chị sợ bố làm hỏng việc. Thằng anh nghiêm trang đề nghị. Ngày kia em đi rồi, không có nhà để mà bênh vực chị. Nhưng em bàn thế này này, nếu bố cứ khăng khăng không gả chị đó, thì chị nên trốn theo anh Thông. Chị đi một thời gian, dăm ba tháng một năm là cùng. Mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Nhất là sau này khi mà chị có con, chị bế cháu về cho ông bà ngoại là xong. Em đã thấy nhiều hoàn cảnh như thế, chị cứ nghe lời em. Trâm cảm động nhìn em và đáp. Chị cũng tính thế, nhưng mà không được. Trốn đi đâu? Anh Thông thì ngay bên cạnh nhà mình, cách có mỗi cái hàng rào. Chị mà có trốn sang bên đấy, bố cái việc đứng ngay bên này bố chửi thì cũng chết. Vả lại chị biết chắc một điều là anh Thông muốn mọi chuyện phải diễn ra đường đường chính chính, chứ anh không muốn trốn tránh làm trái bố ý bố mẹ. Anh ấy là thầy giáo mà, hơi một tí là sợ mang tai mang tiếng. Hai cậu em cùng nhìn xuống chân, chớp mắt lo âu vì thấy trước bao nhiêu phiền toái. Đứng một lúc, thấy trong nhà cả bố lẫn mẹ đều lớn tiếng châm bảo. Đi, đi xem bố mẹ nói cái gì. Cả ba lại kéo vô chỗ cũ và cùng đứng im lặng lắng nghe.